trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh nắng lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em. Ở phương xa quân đệ đang đợi ta.
xin cáo biệt. Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Anh xin lỗi, anh phải về chở má đi đào nhà. Chị lão, anh cho tao nào. Cô mẹ thầy kia rớt xuống bì ba, ba đề ba người chứ ba không sơn. Bởi vậy nói chuyện, anh nói với em rồi, mấy thằng trai á không nào tốt hết á, trong đó có anh. Thực sự anh rất sợ. Ai Phạm Dưỡng, Lâm Chấn Khang, Hồ Việt Trung, Akira Phan xin chúc quý vị vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, năm mới phát tài. Chúc mừng năm mới.